bên. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục tham vấn với quân đội Nga và Israel về Syria. Anh ơi, Nga vai trò quyền lực tại Syria. Anh ơi, anh hát cho em nào. Từ tháng 10 năm 2015, Nga kêu gọi quân đội. Em chưa hát được. Trời ơi. Nè nói nhiều quá. Nè nói nhiều quá. Giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế hát thì chưa ăn trả rồi. Như chim mà nhiều quá. Các nước Ả Rập hiện đang ở mức cao nhất thế giới. Kêu gọi các hành động cắt giảm trợ cấp cho chi cho nó nhiều quá. Chính công nhằm kiểm soát nói gì con ơi con. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững. Chi nó nhiều quá. Trời ơi con mẹ nó. Tỷ lệ giới trẻ. Cái này cho nó hai chân đắp nhau thôi. Nó đi đâu được tao. Thậm chí một số nước lên tới hơn 30%. Trong khi đó, trên 27 triệu thanh niên sẽ gia nhập thị trường lao động trong 5 năm tới. Đây là các hoan nghênh các biện pháp cải cách đầy hứa hẹn vừa được một số nước đã bắt tay của người ta đi. Khẳng định cần phải làm gì để vượt qua những khó khăn kinh tế xã hội và tác động đến mục tiêu tăng trưởng và việc làm. Theo quỹ tiền tệ quốc tế, chi tiêu công tại các nước Ả Rập vẫn rất cao, đặc biệt tại các nước vùng vịnh, nơi chi tiêu chính phủ vượt quá 55% tổng sản phẩm quốc nội trên thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh. Việc tiếp tục trợ giá năng lượng là hoàn toàn vô lý và cho em mượn tôi giày đi, em mượn tôi dơ đi, thúc đẩy tăng trưởng cao hơn và cải cách nhiều hơn được xem. Thế em mượn tôi dơ rồi bắt đầu em bắt đầu chiến đấu ạ, bắt đầu anh sức khỏe của em mà em được xác định dựa trên sức tiêu thụ của kinh tế đó. Nhưng khi xã hội tiến đến một trình độ phát triển không lấy được à, không lấy được tất à, không lấy được, không lấy được tất à, cái gì đấy chân nè, hỏi anh ơi cho em mượn tôi giờ nó đàng hoàng, nó đàng hoàng nhau. Đừng có đấy của em, em đừng có mẹ cái quần này nó lủng bụng quá, cái mẹ này kỳ quá, cái này làm sao để nó đứng lên khó vậy. Kéo cái quần này hả nó? Bà Lý bà bác, ôi dồi ôi bóng bác. Cái giờ tóm được của người ta rồi à. Tiếp rồi, tức rồi lấy kéo được. Quần nè nhu. Đây, bác không cho ngọc tay à. Bỏ ra, hãy nó vơ được đi. Đừng giữ ghê. Ơi chào. Anh đây. Anh ơi. Anh sợ lắm, anh núp đi. Anh ơi. Chào. Anh không chửi nhau à? Chửi nhau với anh thôi, mày đừng quay tay nữa. Không thích rồi. Dạ con. Không làm gì được, không cướp được của người ta. Ok, ngồi xuống nè, hồi nè.